Đặng Văn Lắm, Nguyên Tây rất tốc độ, Văn Lắm cơ hội rất tình huống phối hợp rất tốt của các thủ Hiệp Hòa và nó mang lại một bàn thắng đẹp cho đội bóng của Bầu Hiệp Minh. Đây là Nguyên Tây, đội trưởng bên phía Hiệp Hòa. Rất hay, Nguyên Tây còn hai không vào. Đường chuyền cuối cùng của Nguyên Tây thì lại không tốt khi mà Sáng Pasi đã sẵn sàng ở phía cột hai. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một lần nữa chúng ta thấy được kỹ năng xử lý bóng bằng gầm của Thanh Hiếu tốt như thế nào. Suýt nữa thì là, xin lỗi, suýt nữa thì là 3-2. Nguyên Tây chắc chắn có lỗi của Ngọc Tuấn rồi. Một pha cố tình phạm lỗi từ phía sau của cầu thủ trẻ Ngọc Tuấn. Một quả phạt nguy hiểm cho Hiệp Hòa và một thẻ vàng xứng đáng dành cho cầu thủ mặc áo số 95. Pha phạm lỗi khá thô. Nguyên Tây rất nhanh và khéo. Long Rio đã chính thức vừa trở vào sân và nguy hiểm. Tiếp tục là một cơ hội khác bị các cầu thủ Hiệp Hòa bỏ lỡ. Có vẻ như Hiệp Hòa đang thể hiện được tố chất thể lực tốt hơn các cầu thủ áo trắng. Những phút vừa rồi họ thi đấu nhiệt và sắc sảo hơn đối thủ. Dũng Vàng, Huấn Đông Tâm, tài người rất tốt của Nguyên Tây. Không được, Nguyên Tây hai pha dứt điểm liên tiếp. Nguyên Tây đã thi đấu rất nỗ lực, đã có được bàn thắng để có thể giải tỏa ngay trong phút đấu cuối của hiệp đấu thứ nhất. Phong bướm rất hay, chính xác. Nguyễn Tây là người đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Trước đó là tình huống đánh gót không thành công của Nguyễn Tây, nhưng sau đó thì anh cũng đã có được một tình huống để bóng cận thành. Niềm vui của thủ môn Nam Đen và cũng như huấn luyện viên Thắng Sa Vì. Hai bàn thắng đã đến quá nhanh với các cầu thủ bên phía Hiệp Hòa. Trước đó thì Nguyên Tây cũng đã có một, Nguyên Tây phá phạt công dành cho Hiệp Hòa. Tốc độ của Nguyên Tây không được. Hoàng Cối rất hay, không được. Đó là tình huống đệm bóng không thành công của đội trưởng Nguyên Tây. Tiếp tục phối hợp Xuân Sáng, rất nguy hiểm, bóng đập cột của cao thủ Tuấn Sơn, tiếp tục đánh đầu. Những pha dứt điểm liên tiếp của Hiệp Hòa, rất may cho các cầu thủ Tuấn Sơn là bóng không đi vào khung thành. Chân phạt. Dứt điểm. Thêm một pha dứt điểm từ xa nữa của các cầu thủ bên phía bóng Hiệp Hòa. Pha đi bóng tốt của Nguyên Tây. Pha xử lý không thành công của Nguyên Tây. Không thành công của Văn Duyệt. Khả Thơ và Nguyên Tây. Nguyên Tây vẫn rất khỏe. Chấp trước đó của Khả Thơ và Nguyên Tây. Nguyên Tây vẫn là Nguyên Tây, dứt điểm rất nguy hiểm. Lại là một pha lắc phải và tung ra cú sút rất căng của Nguyên Tây. Rất nhanh, Nguyên Tây. Sáng Percy. Một pha phản công rất nhanh của Eva Group. Nguyên Tây một chạm là đường chuyền của Sáng Percy. Có thể nói đây là một đánh đầu rất nguy hiểm. Và người chạm bóng cuối cùng vẫn là Đinh Văn Hưng.